Xin chào một ngày mới những bông hoa nhỏ ham học. Bản tin Mr. Beast mới nhất tóm tắt gồm những bài đăng sau đây. YouTube đã chính thức trao nút kim cương đỏ custom 200 triệu người đăng ký đầu tiên cho T-Series. Mới nhất 7 giờ trước, ngày hôm nay ngày 27 tháng 8, Mr. Beast vừa chia sẻ rằng mình đang chết dần về mặt tinh thần vì đã và sẽ làm việc tới hết năm gần như không có ngày nghỉ. Nối tiếp kỷ lục xô đổ kỷ lục thế giới, Mr. Beast tiếp tục đạt kỷ lục lượt xem. Mr. Beast đã trao đi tặng nút kim cương 10 triệu người đăng ký của mình vào 9 tháng trước, nhưng tới giờ thì nó đã qua tay được khá nhiều người và gần đây nhất thì bị giao bán trên sàn thương mại điện tử eBay. Bản tin đầu tiên, sau khi vượt qua Cocomelon để leo lên vị trí số 2 trên bảng xếp hạng sấp thế giới, hiện nay chỉ có đối thủ duy nhất là T-Series để có thể đứng đầu về lượt người đăng ký. Đối thủ T-Series mới đây đã được YouTube trao cho nút kim cương đỏ tùy chỉnh 200 triệu người đăng ký. Đây là nút đầu tiên chưa từng có trên thế giới và hoàn toàn mới nhất, dĩ nhiên thì chỉ có một mình T-Series, bởi vì họ là kênh duy nhất vượt qua cột mốc 200 triệu người đăng ký. Với giao diện là khối trụ tròn màu xám đen cùng với logo T-Series màu đỏ logo bên dưới, và bên trên là viên kim cương đỏ, viên pha lê được sản xuất tại Pháp. Trên thực tế, đây cũng chính là vật liệu được sử dụng trong nút kim cương đỏ 100 triệu người đăng ký. Và hiện giờ chắc chắn T-Series đã có trên tay em nó, và đây là thông tin hoàn toàn chính thức. Và có thể bạn không biết, chứ còn vài nút khác biệt thú vị mà tôi còn rất muốn làm cho các bạn xem nữa cơ. Hiện Mr. Beast vẫn chưa đạt được cột mốc này. 178 triệu người đăng ký là con số ở thời điểm hiện tại. Dựa vào mức tăng trưởng trung bình, thằng Thuyết Minh có thể tính ra được trong 3 tháng tới, Mr. Beast sẽ đạt cột mốc 200 triệu người đăng ký. Đó hoàn toàn là có căn cứ. Nút 200 triệu người đăng ký tùy chỉnh dành riêng cho Mr. Beast sẽ được trao bởi YouTube dần được công khai. Và qua đây thằng Thuyết Minh chầu cao cũng đã lên bảng thống kê dự tính tương lai. Xin được nhấn mạnh là dự tính dựa theo mức tăng trưởng trung bình, tức là đã có căn cứ, không phải đoán bừa. Thì trong 12 tháng tới, 100% kênh Mr. Beast sẽ vượt mặt T-Series về số lượng người đăng ký kênh. Đó là trong điều kiện tăng trưởng không phát sinh và cuộc chiến sub war sẽ diễn ra trong một tháng trước đó. Dự đoán này sẽ là một cuộc chiến bùng nổ mạng xã hội không chỉ trên YouTube mà các mạng xã hội khác cũng sẽ đề cập được rất nhiều. Và cũng chính là lúc Mr. Beast hoàn thành nhiệm vụ trả thù cho PewDiePie. Bản tin số 2 mới ra ngày hôm nay, ngày 27 tháng 8. Có lẽ Mr. Beast đang phải làm việc rất chăm chỉ, nếu không muốn nói là làm việc không có ngày nghỉ. Trong bài đăng của cậu ấy chỉ muốn nói rằng mình đã làm việc tới mức dần chết đi về mặt tinh thần. Thế nên mong các bạn hãy thích những video được làm ra vì cả nhóm đang cố gắng hết sức để thực hiện chúng. Cơ bản người lao động chăm chỉ sẽ sớm kết thành trái ngọt, bởi thành quả được thể hiện ngay ở bản tin số 3. Bản tin số 3 là kỷ lục số ngã kỷ lục thế giới. Mr. Beast lại tự số ngã kỷ lục của chính bản thân mình tới 2 lần trong 2 tuần. Như đã đề cập trong bản tin trước, tập 7 ngày sinh tồn trên biển đạt 46 triệu lượt xem trong 24 giờ. Thì tập kỳ nghỉ 1 đô với 250.000 đô la đạt top lượt xem hơn 3 triệu view, là 52,1 triệu lượt xem chỉ sau 7 ngày đăng tải. Và cuối cùng là tập mới nhất một tuần trước, mọi quốc gia cạnh tranh giành huy chương 250.000 đô la là 59,4 triệu lượt xem, một con số kỷ lục cao nhất mà Mr. Beast từng đạt được và cũng chính là kỷ lục của thế giới. Ngày xưa để đạt được con số này, một video của Mr. Beast phải mất tới nửa tháng, thậm chí một tháng trời. Như đã đề cập đôi lần ở trong các tập reaction cùng thằng Thuyết Minh, Mr. Beast đang dần chuyển hướng nội dung từ chỉ cho tiền tùy hứng, cho tiền người nghèo, cho tiền vô gia cư, vô tội vạ, thì nội dung giờ đây hầu hết là thử thách lớn, tạo sân chơi có giải thưởng, nội dung có kịch bản và chiều sâu hơn. Đơn cử gần đây nhất là Mr. Beast Olympics, mọi quốc gia đều có các thí sinh đại diện, chỉ là thí sinh Việt Nam khiến anh em viewer soi đỏ con mắt. Tôi được anh em bình luận là ở phút thứ 1,14, người Việt Nam ở thử thách số 1, nhưng bước chạy đầu tiên đã cắm mặt xuống đất chổng phao câu lên trời. Tôi nghĩ người Việt này là Việt kiều sống bên Mỹ sẵn rồi, ăn nhiều thức ăn nhanh quá. Chứ người Việt Nam thuần thì tôi đặt nhiều niềm tin hơn. Vụ này đúng điên luôn. À này, đây là bản tin gấp, bản tin 2,5. Một YouTuber chuyên thuyết minh tiếng Việt đã sở hữu trên tay những chiếc áo Mr. Beast chính hãng đầu tiên tại Việt Nam. Chỉ có điều khi cậu ấy review áo thì không có ai xem. Cậu ấy cần cầu cứu để đạt số view cố định để có thể tặng đi được những chiếc áo đã hứa này, chứ không để lâu sẽ bị ghét mất. Và tôi cũng sẽ là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu những chiếc áo của Mr. Beast chính hãng này. Bây giờ tôi lại thầm nghĩ lại là không biết mình nên tặng chiếc áo nào bây giờ đây. Tôi đã hứa là sẽ tặng 2 chiếc, trong đó có một chiếc áo cộc tay có chữ Mr. Beast giữ nguyên, tôi sẽ giữ nguyên cái vỏ này. Giữ nguyên cả cái túi này, tức là nguyên zin từ kho Mr. Beast từ bên Mỹ về. Và quá trình để nhận được thì đến cuối video, sau video anh em sẽ được xem thấy. Đây chính là chiếc t-shirt áo phông cuối cùng của Mr. Beast màu đen. Đây sẽ là một trong 2 chiếc tôi sẽ tặng. Giá trị của nó thì không nhớ, chịu. Nhưng mà tôi tin rằng nó xứng đáng để sưu tập. Nếu các bạn là một trong những người thích Mr. Beast, một trong những fan hâm mộ của Mr. Beast và trong đó có tôi. Bản tin số 4, Mr. Beast đã tặng đi nút kim cương 10 triệu người đăng ký. Có lẽ đây là một tin tức nhiều bạn khó tin hoặc là không chấp nhận. Bởi vì nếu bạn là một người hay theo dõi Mr. Beast, chắc chắn bạn sẽ biết ở studio mới nhất của Mr. Beast, trên bức tường lầu 2, tại đây là nơi đặt tất cả các nút play YouTube mà đội ngũ Mr. Beast sở hữu. Thế nhưng trên thực tế, một nút kim cương đã được Mr. Beast tặng đi rồi.
Cách thức tặng đi cũng rất đơn giản, đó là subscribe kênh để chiến thắng nút kim cương. Và người chiến thắng là một người đàn ông với chủ kênh ở Vương quốc Anh. Đúng là gã may mắn nhân phẩm cao mà. Trong phần video mở hộp của ông ấy, thú vị là ta lại thấy lời nhắn mà chính Jimmy viết bên trong. Tôi đoán là Jack sẽ mua lại cái nút này ở mặt sau của nút play, là chữ viết tay của Jimmy ở mặt sau nút play. Jack là một YouTuber người Anh chuyên sưu tầm các nút play YouTube. Thế nhưng thật không may ở lần này, gã đàn ông may mắn kia đã tuyên bố: "Nghe này Jack, tôi sẽ nói cho cậu biết là cậu sẽ không mua được cái này đâu. Nó là của tôi." Ở thêm vài tháng sau, ông ta lại hỏi tôi là có mua nó không. Tuy nhiên lại tiếp tục không may, ông ta đòi nhiều tiền hơn mức mà tôi có thể dự trù, lại còn xóa đi tên tôi, dòng chữ mà Jimmy đã viết ở phía sau. Nhưng điều đó lại không có nghĩa là không ai có cơ hội sở hữu nó, vì mới đây ông ta lại giao bán nó trên eBay. Vì vậy, nếu bạn nhiều tiền và giàu hơn tôi, bạn có thể mua nó. À, xin quy đổi luôn, 2.800 bảng Anh là 83 triệu Việt Nam đồng. Các ông ở Việt Nam dù có tiền cũng không múc được ở thời điểm xem video này, vì nó đã bị xúc mất rồi, hoặc là bị ông đo kia gỡ mất. Và sau đây là bản tin cuối cùng sẽ là một bản tin tiêu cực khi nhắc tới sáng tạo nội dung trên YouTube. YouTuber Mattel, người chuyên bắt chước các nội dung và cả thumbnail giống MrBeast, tháng 6 vừa rồi, trong khi thực hiện video thử thách 50 giờ lái xe liên tục trên siêu xe Lamborghini, đội này đã đâm phải một gia đình khác đang điều khiển ô tô, khiến cậu bé 5 tuổi đã ra đi, mẹ và bé gái 4 tuổi thì bị thương, chiếc xe thì biến dạng. Mattel, chủ kênh 20 tuổi, được cho là người đã lái chiếc siêu xe gây tai nạn. Các nhân chứng trên xe cho biết, do tăng lên tốc độ cao và vượt ẩu khiến tai nạn xảy ra. 2 giờ trước vụ tai nạn xảy ra, nhóm thanh niên YouTuber này còn đang lên TikTok với nội dung chế nhạo những chiếc xe hơi rẻ tiền khác, và ra thì cái kết đáng ngắt, xe nào cũng thành nát hết. Tiếp tục khất anh em ở vụ Beast Burger kiện MrBeast ngược lại 100 triệu đô la ở tập sau, vì thằng Thuyết Minh muốn thu thập thêm dữ kiện mới về vụ này. Các bạn vừa xem xong điểm tin bản tin nhanh xoay quanh về MrBeast. Cảm ơn các bạn đã dõi theo. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast.